Xin chào, nếu các bạn muốn tìm một nơi ăn trưa, uống cà phê và thậm chí là nghỉ trưa thì đây sẽ là một địa điểm phù hợp với bạn. Điểm thu hút với người lần đầu tiên tới đây đó là hệ thống các container xếp chồng lên nhau với nhiều màu sắc trẻ trung. Chúng ta sẽ cùng tìm hiểu qua về nó nhé các bạn. Em thấy cái mô hình này cũng rất là hay ý chị. Thì ban đầu ý tưởng như thế nào mà mình lại có cái ý tưởng xây dựng một cái quán cà phê, một cái chuỗi các dịch vụ mà nó lại có mang hình ảnh của những cái container như thế này? Thật ra là mình, mấy anh em á, hay đi du lịch, cũng đi du lịch vài nơi á, cũng đến rồi và thấy cái mô hình container ở mấy chỗ khác á, thì thấy là nó độc đáo á, nên là thiết kế lên ý tưởng xong rồi là mới hình thành lên cái công trình này nè. Bắt đầu mà làm mà để đưa được những cái khối container như thế này thì nó có cái nhiều cái khó khăn gì không chị? Thật ra khó khăn á, xây dựng lên cái chỗ này là không phải đơn giản đâu, tại vì mình phải cái container này nó rất là nặng á, nên là mỗi lần mình lên một tầng á là phải, nói chung là phải làm rất là khó khăn, tại vì nâng cẩu lên á, chưa nói đến mấy cái tầng cao nhất nữa. Mô hình của chị là khách sạn, nhà nghỉ, rồi có cà phê ở ngoài, rồi nói chung là có ăn sáng nè, buổi sáng thì có ăn sáng cà phê, buổi trưa thì có ăn trưa, còn buổi tối á là mình có nhà hàng, tiệc khách sạn, đặc biệt ở ngoài với lại ở trong này. Nói chung là cái mô hình là từ 200 khách, 200-300 khách trở xuống. Chờ chị sẽ dẫn em vô để tham quan từng nơi ở trong đó như thế nào nha. Dạ vâng. Các container công dụng ban đầu dùng để vận chuyển hàng hóa di chuyển qua các lục địa nên rất vững chắc. Khi chúng cũ đi thì được cải tạo, tái chế trở thành những phòng nghỉ khá hiện đại, đầy đủ tiện nghi và mang phong cách trẻ trung mới lạ như thế này. Ban đầu mình nghĩ ở trong những container này có thể sẽ nóng và bí bách, nhưng thực ra không phải như vậy. Tất cả đều được thiết kế chống nóng và trang bị điều hòa. Hành lang thoáng đãng, không gian mở, tràn ngập ánh sáng và bóng cây, bể bơi, hồ cá, khá mát mẻ. Điểm lưu trú mang phong cách mới này có 30 phòng nghỉ, chiều cao đang sở hữu là 17m, là chiều cao khối kiến trúc bằng container cao nhất Việt Nam cho đến nay. Một điểm cộng ở đây là có dịch vụ ăn uống và cà phê luôn đó các bạn. Ăn sáng, ăn trưa với các món ăn dân dã, thay đổi hàng ngày, chuẩn cơm mẹ nấu. Cà phê đồ uống pha chế rất phong phú. Xung quanh quán là những góc check-in, chụp hình lý tưởng cho bạn nào yêu thích sự mới lạ. Vì vậy, quán luôn có những khách quen thường xuyên ghé tới. Quán còn là điểm hẹn của các nhóm bạn tổ chức tiệc party. Quán này thì em thấy là không gian ở đây thì có không gian ăn uống riêng và có nhiều khu. Thì đợt trước thì bên công ty cũ của em cũng tổ chức sự kiện ở đây. Nói về đồ ăn thì đồ ăn trưa ở đây thì tương đối là ok, ổn hơn một vài nơi mà em đã từng ghé. Công ty của em hơi xa nhưng mà em vẫn chọn địa điểm này để tới, tại vì nó có đồ ăn trưa sẵn, tiện là mình có thể uống cà phê, sau đó thì mình mới về đi làm thì cũng là ok, cũng là bình thường được. Với hướng đi độc đáo mang phong cách riêng, điểm lưu trú kết hợp các dịch vụ ăn uống trải nghiệm này hứa hẹn sẽ là một địa điểm mới lạ, độc đáo, thu hút khách du lịch khi ghé thăm thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk. Bên cạnh đó, vị trí của Amacon nằm ngay trong nội thành Buôn Ma Thuột, gần với các điểm vui chơi giải trí khác trong trung tâm thành phố, rất thuận tiện để du khách có thể khám phá hết vẻ đẹp của phố núi Ban Bê trong hành trình.